tin Hoa Kỳ. Ca đoàn Sistine sẽ thực hiện chiến lưu diễn toàn Hoa Kỳ lần đầu tiên. Ca đoàn Sistine của Vatican, được biết như ca đoàn của Đức Giáo hoàng, sẽ thực hiện chiến lưu diễn tại Hoa Kỳ trong mùa hè này. Đây là chuyến lưu diễn toàn Hoa Kỳ lần đầu tiên, bao gồm các thành phố Atlanta, New York City, San Louis, Detroit, Miami, Boston. Chicago and Los Angeles kéo dài từ ngày 3 đến ngày 23 tháng 7. Ca đoàn Sistine có tên chính thức là Capella Musico Pontificia Sistina, bao gồm 20 ca sĩ chuyên nghiệp khắp thế giới và một nhóm 35 trẻ nam tuổi từ 9 đến 13, được gọi là Pori Cantoris. Ca đoàn này có lịch sử 1.500 năm và được tin là ca đoàn lâu đời nhất trên thế giới. Max Piropolos, một cao viên từ Vương quốc Anh, chia sẻ rằng, theo ý anh, mục đích chuyến lưu diễn là mang đến cho nước Mỹ sức mạnh tâm linh của nhà nguyện Sistine, vẻ đẹp siêu Việt ở trung tâm của Vatican. Trong cuộc lưu diễn tại Hoa Kỳ lần này, ca đoàn sẽ họp sướng những tác phẩm âm nhạc hay nhất từ Vatican và từ văn khố có từ thế kỷ 16. Yeah, Massimo điều khiển ca đoàn Sistine chia sẻ rằng ca đoàn này rất vui và vinh dự về chiến lưu diễn toàn Hoa Kỳ đầu tiên này.